Chuyện chàng rể mạnh nhất lịch sử, tập 198. Mặc dù quốc quân của Việt quốc cho phép Lãng Dâm biểu diễn một chút công phu mõm, nhưng đến khi Lãng Dâm tiếp cận mấy chục quan viên ở đỉnh Kim Tự Tháp, hắn đã không thể nào nhịn được nữa, liền phất tay ra lệnh: "Người đâu, mau bắt cái thằng con rể trời đánh đó đem trói lại." Hắn thật sự cho rằng quả nhân không dám giết người sao? Tên thái giám được hạ lệnh thì như một cơn gió lao ra bên ngoài, vừa chạy vừa xoa xoa nắm tay, cười một cách hèn mọn bỉ ổi: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi bắt con hàng Thẩm Lãng đó thôi nào." Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài thì đã thấy đại thái giám đang chỉ trỏ ra lệnh cho đám cấm vệ quân: "Ngươi ngươi, ngươi còn có ngươi nữa, cùng với ta đi gô cổ con hàng Thẩm Lãng lại." Điều này làm tiểu thái giám cạn mỡ lời, đậu xanh rau má: "Sao cái tên này nhanh như một cuồng phong hơn cả ta nữa vậy trời, vậy là cơ hội tranh công đã mất rồi." Đại thái giám nhìn tiểu thái giám đứng ngây ngốc trước cửa hoàng cung mà khẽ hừ lạnh khinh thường: "Ngươi thật là ngu ngốc mà, còn không đoán định được tâm ý thực sự của quốc quân mà còn muốn tranh công đứng bên cạnh quốc quân sao? Gần vua như gần cọp, chỉ sợ là đi đắp chiếu không có chỗ chôn." Lúc này ở bên ngoài hoàng cung, Dâm Ca vẫn đang hô hào khí thế bừng bừng: "Thánh miếu bị đốt, người Khương quốc làm bậy, Tô thị gia tộc là đầu sỏ gây nên chuyện này. Mọi người lên triều nhất định phải tố cáo Tô Nan đó nha. Thẩm Lãng ta đây cũng là người đọc sách, thánh miếu bị đốt khiến ngũ tạng ta cũng thiêu đốt." Hắn còn chưa kịp mõm xong thì đám thái giám và ngự lâm quân ra chạy ra, thái giám hét lớn: "Gô cổ nó lại, không cho nó đẻ trứng." Lãng Dâm bị hai thị vệ đại nội xốc nách lôi đi, nhưng hắn vẫn bất chấp, vẫn cố gào thêm một câu: "Mọi người nhớ cùng nhau luận tội Tô Nan đó nhé." Đại thái giám đi tới trước mặt hầu tước Tô Nan, nhẹ giọng nói: "Tô thiếu bảo, hôm nay đất lạnh lắm, ngài vẫn là đứng lên đi, tiến vào đại điện sưởi ấm một chút, lập tức sẽ phải lên triều rồi." Tô Nan trong lòng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn, vẻ mặt lại diễn cảnh run rẩy không ngừng, ánh mắt cá chết: "Cảm ơn công công." Tiếp đó dưới sự nâng đỡ của Tô Kiếm Đình, Tô Nan run rẩy đứng dậy, cả người giống như rỉ sét, đứng lên được còn gian nan, lung lay sắp đổ, hắn lại tiếp tục thở dài: "Già cả rồi, tuổi cao sức yếu, không còn hữu dụng nữa rồi." Sau đó ôm quyền cúi đầu, nói với đại công công: "Đây là lỗi của Tô mỗ, dẫn đến công công cũng bị liên lụy, thực sự không đành lòng mà." Tên Lê công công cũng lập tức đáp lẽ: "Nào có chuyện đó, là nô tài tuổi già không tỉnh táo, trăm cái cây hoa lan bệ hạ yêu thích nhất cũng không xong, bệ hạ không có đánh ta đi đắp chiếu cũng đã là thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi." Tô thiếu bảo à, chúng ta hãy tiến vào cung đi. Đại thái giám và Tô Kiếm Đình mỗi người một bên nâng đỡ Tô Nan run rẩy đi vào bên trong, không người nào có thể cho rằng hắn đang giả tạo. Sau khi đi vào bên trong vương cung, trên đại điện, khi ba người tiến vào bên trong thì đã có một đám quan viên được chia thành hai phe đứng chờ sẵn, bên văn bên võ, còn có thêm hai con hàng vương tử. Chính là thái tử Ninh Dực cùng với tam vương tử Ninh Kỳ đều hướng ánh mắt thân thiết không bình thường về phía Tô Nan, con hàng này liền cúi đầu hành lễ: "Hai vị điện hạ, lão hủ tuổi tác đã già, tinh thần không tốt, cái này cần phải nhắm mắt dưỡng thần một lát, hai khứa này cũng không nói nhiều." Đồng thanh nói: "Không sao cả." Hầu tước Tô Nan trong mắt đám người này đều hiểu ý nhau, dù sao đây cũng là ý của quốc quân. Lúc này một tên thái giám đi ra: "Quốc vương có chỉ." Khiến cho đám đông đều chú ý chờ đợi. Tên thái giám cao giọng nói: "Con rể của bá tước Huyền Vũ tên Thẩm Lãng tại trước vương cung tùy ý làm bậy, trong mắt không có vương pháp, bệ hạ ra lệnh phạt 30 roi, bá tước Huyền Vũ dạy dỗ không nghiêm, phạt bổng lộc 3 năm, hạ chỉ khiển trách." Hắn truyền chỉ xong thì bên ngoài vương cung, đám thị vệ cấm vệ quân đã bắt đầu vung roi, một đứa đánh, một đứa đếm lần lượt vang lên, khiến đám quan viên đều ngó ra nhìn. Dâm Ca nằm trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi từng roi vụt xuống môn, may mà còn có lớp quần áo dày, chứ nó mà vạch mông ra đánh thì toang. Tuy vậy từng roi đánh lên mông cũng nhanh chóng xé rách lớp quần áo, cùng với đó máu huyết cũng văng tung tóe. Lãng Dâm cũng rất biết cách phối hợp, cứ mỗi roi vang lên là hắn lại gào lên như lợn bị chọc tiết vang vọng cả vương cung này, giống như đang bị tra tấn thấu trời. Nhưng mà 30 roi vẫn phải đánh đủ, cứ thế quần áo cùng với máu bay ra xung quanh, mông trắng giờ đã be bét máu, huyết nhục lẫn lộn. Lúc này Dâm Ca cũng không còn vẻ điềm tĩnh như mấy roi đầu được nữa, từng roi hạ xuống là gào rú điên cuồng thật sự, giống như người ta chuẩn bị sắp cắt tờ diêm cho hắn thành thái giám vậy. Cuối cùng thì 30 roi cũng đã xong, Dâm Ca sức lực mất hết, ngã vật ra đất, đại công công đi tới ra lệnh cho đám thị vệ, hãy lôi nó đi ra ngoài. Sau đó, đám thị vệ lôi Lãng Dâm đi tới thư phòng của quốc quân, đại thái giám quỳ lạy báo cáo: "Bệ hạ, người đã được đưa tới." Ninh Nguyên Hiến nhàn nhạt ra lệnh cho bọn chúng mang Dâm Ca đi vào. Dâm Ca được hai thị vệ xốc nách đi vào, không biết là đánh cho hôn mê bất tỉnh hay là đang giả vỡ nữa, cùng đi tới còn có Ngũ Vương. Vừa nhìn thấy Ninh Chính, quốc quân liền trở nên cau mày, khẽ phất tay: "Con đi ra ngoài đi." Ninh Chính vẻ mặt buồn thiu, lệnh vua không thể nào tránh, hắn cũng biết phụ vương không có thích mình cũng không hề che giấu cái điều này, liền cúi đầu hành lễ: "Vâng thưa phụ vương." Còn Dâm Va bị ném xuống nằm dạp trên nền nhà, nhìn toàn thân Lãng Dâm bị đánh nát, trên người be bét máu, quốc quân lạnh nhạt lên tiếng hỏi: "Thẩm Lãng, ngươi đã biết tội của mình chưa hả?" Lãng Dâm lập tức quỳ xuống, thân hình run rẩy, vẻ mặt đau đớn, không hề ngước mắt nhìn. Học sinh biết tội, ở cái xã hội phong kiến hắn không muốn quỳ vẫn phải quỳ, cố gắng dùng tay chống đỡ cơ thể. Quốc quân nghe xong thì càng thêm dí hắn: "Học trò sao, học trò nào vậy, ngươi có công danh à?" Dâm Ca trong lòng tức lắm: "Đậu mé nó,
chẳng phải trước đây ngươi đưa danh đó cho ta sao? Cơ mà méo dám chảy cối, đành ngậm miệng sửa lại, Thảo Dân biết tội. Điều này mới làm cho Ninh Nguyên Hiến hòa hoãn chút, hắn cau mặt hỏi, thánh miếu bị đốt là âm mưu người bày ra sao? Đúng vậy, Lãng Dâm cũng không thèm vòng vo, trực tiếp sảng khoái nhận luôn. Làm cho con hàng quốc quân sửng sốt, lại trực tiếp thẳng thắn như thế sao? Người này lại thức thời như thế sao? Vì vậy lạnh giọng hỏi, tại sao? Lãng Dâm ngước mắt, trực tiếp phóng sự thật, là để cứu Kim Mộc Thông và diệt Tô Thị. Quốc quân cũng cạn lời, mợ chứng nó chứ, con hàng này cũng thật thức thời, hỏi cái gì đáp nấy, không cãi chảy cãi cối giấu giếm. Quốc quân méo thèm cha nữa, vậy ngươi có biết tội của mình ở chỗ nào không? Lãng Dâm sảng khoái đáp, không nên lợi dụng công chúa Ninh Diễm. Quốc quân bão nổi, lớn tiếng quát, ngươi còn biết điểm này sao? Ngươi thật sự cho rằng có phủ bá tước Huyền Vũ làm chỗ dựa, có nộ triều thành chống lưng cho ngươi, quả nhiên không dám giết người sao? Cổ của ngươi cũng thật sự là cứng đến mức không kiên nhẫn rồi hả? Lãng Dâm liền dập đầu như bổ củi, Thảo Dân biết tội, ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của tiểu nhân. Đúng lúc này, đại thái giám đi vào nhắc nhở, bệ hạ, đã tới giờ thiết triều rồi. Quốc quan gật đầu, dưới sự hầu hạ của đại thái giám, bước đi ra bên ngoài để đi thiết triều. Khi đi qua Lãng Dâm, hắn lạnh giọng nói, quỳ ở đây, đợi thiết triều xong sẽ xử lý ngươi tiếp. Vậy là chỉ còn có một mình Lãng Dâm quỳ ở cái thư phòng đầy đồ đạc vỡ nát khắp nơi. Lúc này Lãng Dâm cũng ngẩng đầu dậy, tuy nhiên vẫn quỳ ở phía sau. Tiểu thái giám thò cổ ra muốn giám sát nhất cử nhất động của hắn. Tên này đang trong lòng đắc ý, tiểu nghiệt xúc thẩm lãng nhà ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa, sau khi thiết triều kết thúc chính là ngày chết của ngươi. Đây chính là hậu quả chính ngươi gây ra, khi ngày đó ở Nhân Từ Điện không những không đút lót cho ta, lại còn chẳng coi ta ra gì, còn dám cãi lại ta nữa sao? Vẫn nói đám thái giám trong thế giới vẫn luôn nhỏ mọn cũng hoàn toàn là có lý do mà, còn hơn cả Lãng Dâm. Lúc này Lãng Dâm cũng méo quỳ nữa, hắn đứng thẳng dậy khiến cho tiểu thái giám kinh ngạc, sau đó lập tức nhảy ra, giọng lạnh lẽo chỉ thẳng mặt Lãng Dâm, làm càn, ai cho ngươi đứng lên, quỳ xuống cho ta. Lãng Dâm nhìn con hàng này một cái, sau đó vẻ mặt bực bội phọt ra hai rắm, ngu xuẩn. Tức khắc làm cho con hàng thái giám tức nổ phổi, đây chính là hoàng cung của bệ hạ, đây chính là thư phòng của bệ hạ. Bệ hạ vừa mới rời đi mà ngươi dám mở miệng chửi bậy, làm càn, người đâu, vả miệng 30 cái cho ta. Lập tức có hai tên thái giám khác chạy tới, mỗi đứa túm một bên nách Lãng Dâm với ý đồ ghì chặt hắn xuống. Sau đó một tên dùng tay, chuẩn bị vả vỡ mồm Lãng Dâm, nhưng mà Dâm ca vẫn vô cùng bình tĩnh, dùng ánh mắt cá chết nhìn cái đám này. Trong lúc đám thái giám tưởng mình ăn hàng chắc rồi, thì hú hồn chim én, cọc cái Ninh Diễm không biết từ đâu chui ra. Một sút đá bay con hàng tiểu thái giám đi, dù thân hình nàng nhỏ nhắn, nhưng sức lực thì võ tổng cũng chén được. Hai tay chống nạnh, cô nàng hét lớn, kẻ nào dám. Thấy thế ba tên tiểu thái giám quỳ xuống dập đầu như bổ củi, Ninh Diễm công chúa, xin hãy thứ tội, cọc cái nhìn bản mặt đám này phát chán, liền ra lệnh cho cả đám chim cút. Sau khi đám tiểu thái giám còn chưa có rời đi, nàng đã chạy tới chỗ Dâm ca, áp sát bộ loa nhỏ vào sát người hắn, quan tâm hỏi, sao rồi, có đau lắm không? Lãng Dâm nhẹ nhàng tháo cái áo choàng lông chồn của mình ra vứt xuống đất, sau đó giơ mông ra vỗ vào bờ mông trắng, sau đó cười vui vẻ, đương nhiên là không đau rồi, 30 rồi, toàn bộ quất vào trên cái bộ nhuyễn giáp này, bảo bối tốt, hơn nữa khi đánh còn biết chảy máu đó, quả thực là một màn diễn đỉnh cao mà. Cọc cái cũng vui mừng giơ ngón tay cái ra, dĩ nhiên rồi, phía bên ngoài cùng của nhuyễn giáp này là bông, cũng đã được ngân qua máu, một roi đánh xuống máu sẽ rỉ ra, mà cái tiếng thét như lợn chọc tiết cuối cùng của ngươi cũng được làm rất tốt, nó thật là bi thảm mà. Điều này làm cho Dâm ca giận tím mắt, đó là bởi vì cái tên khốn kia, một roi cuối cùng còn quất qua cổ của ta. Ngươi xem, làm chảy da của ta ở chỗ này nè, nói rồi vạch cổ áo có một cái vết thâm tím rỉ máu ra cho cọc cái xem. Tập 199, nhìn thấy Lãng Dâm cau có, cọc cái che miệng cười vui vẻ, chắc hẳn là các thị vệ dùng roi quất ngươi cũng rất tức giận, dùng hết sức mà đánh. Nhưng tiếng hét như lợn chọc tiết của ngươi quá giả tạo, sự phối hợp của ngươi quá kém, cho nên bọn họ đã tức giận táng cho ngươi một phát cho bỏ ghét. Tiểu thái giám vẫn núp lùm sau bức rèm nghe được điều này thì hoảng hốt kinh ngạc, đây là Thẩm Lãng muốn chết sao? Quốc quân ra lệnh đánh hắn mà hắn dám giả tạo sao? Sau đó tên này hằn lên từng tơ máu trong mắt, lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn, hư Thẩm Lãng, ngươi còn muốn vô tội, muốn tố cáo sao? Hãy chờ xem ngươi chết như thế nào đi. Ở bên trong thư phòng, lúc này cọc cái ưỡn ngực ra hỏi, Thẩm Lãng, ta có một việc quan trọng muốn cùng ngươi nói rõ ràng, đêm qua ở huyện Vạn Niên, ngươi vỗ ngực ta một cái. Lúc đó ta cảm giác không thích hợp, đây là ngươi muốn chiếm tiện nghi của lão nương sao? Lãng Dâm nghe xong thì vội xua tay, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm sao thế được? Công chúa điện hạ, đêm qua lúc ta chữa bệnh cho ngươi, váy của ngươi cũng kéo đến dưới bụng, ta chiếm tiện nghi khi đó chẳng phải tốt hơn sao? Tay của ta lúc đó có vượt qua nửa phần sao? Cọc cái ngẫm nghĩ lại, quả thật lúc đó không có. Lúc đó chỉ cần con hàng Thẩm Lãng này di động cái ngón tay đi xuống một chút là mò được cái ngã ba sông của nàng ta, đó mới là chiếm đại tiện nghi. Lãng Dâm tiếp tục nảy số chề cối cãi, ta vỗ ngay ngực ngươi một cái, đây chính là lễ nghi giữa huynh đệ với nhau mà thôi, ngươi đó, cái bộ óc sao mà không thuần khiết như vậy được cơ chứ? Tại sao có thể không tôn trọng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta như vậy được chứ hả? Dứt lời, con hàng này lại duỗi tay vỗ cái đét một cái vào bộ loa độ của cọc cái, khiến cho núi non trùng diệp,
sóng cuộn phập phồng. Kèm theo tiếng nói đầy chính nhân quân tử của Lãng Dâm, ngươi có thể nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Điều này làm cọp cái ngây ngốc nhìn bộ loa của mình mà nghẹn họng. Sau đó với vẻ mặt ngây ngốc, cô ẻm nhìn con hàng Lãng Dâm, không có, điều này khiến Dâm ca hài lòng, vậy thì đúng rồi. Chúng ta đã sớm siêu thoát khỏi giới tính nam nữ rồi, ngươi đó, tầm mắt vẫn còn quá nhỏ mọn, không sợ nói với ngươi, đối mặt với dạng con gái như ngươi, thằng đệ của ta cũng không có cứng nổi. Vừa nói cái lời này, Lãng Dâm cũng đồng thời dùng háng kẹp chặt thằng em, không để cho nó ngẩng đầu rùa lên được. Lúc này cọp cái có chút lúng túng cất giọng áy náy, thật xin lỗi, cái này là do ta đa tâm rồi. Chính thức đặt gạch cho Lãng Dâm múa mõm lừa được cọp cái, từ nay về sau hắn tha hồ làm hầu tử thâu đào của Hoa Quả Sơn rồi. Lãng Dâm tiếp tục tiến thêm một bước, vẻ mặt hoảng hốt, công chúa điện hạ, sẽ không phải là ngươi nổi lên tà dâm với ta đi chứ hả? Vậy thì tuyệt đối không có được đâu, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn lên giường xúc than với ta, tuyệt đối không được đâu đó. Cọp cái nghe xong vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng giơ tay lên thể thốt, vậy làm sao có thể được chứ, nếu như ta muốn nướng khoai với ngươi, vậy thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng mà hú hồn chim én, lời cô ẻm vừa dứt thì những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếng, ánh sáng xanh chói lóa vào thư phòng, bầu trời nổi lên tiếng sấm, đây chính là tiếng sấm báo hiệu mùa xuân đã tới. Điều này tức khắc khiến cho cọp cái Ninh Diễm xấu hổ, xen lẫn phẫn nộ quá chừng, ông trời đây là có ý quần què gì hả, ta rõ ràng là nói lời thật lòng mà. Chẳng lẽ ý ông cũng muốn ta xúc than với hắn sao? Chỉ có Lãng Dâm ở bên cạnh biết ý nghĩa của tiếng sấm, cho nên khóe miệng khẽ cười đều, thật là trùng hợp mà. Sau phút xấu hổ, cọp cái hướng Dâm ca chối đây đẩy, ở bên sau tấm rèm, tiểu thái giám kinh ngạc sững sờ, hả? Thẩm Lãng này chán sống à? Lại cả gan dám làm loạn như thế, không chỉ ngôn ngữ đùa giỡn với công chúa điện hạ, lại còn dám xuất thủ sàm sỡ sao, tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết mà, nếu như ta hướng bệ hạ và vương hậu nương nương cáo trạng từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng nhà ngươi phải đi đắp chiếu không thể nghi ngờ. Lúc này, sét đánh từng tia lên trên đỉnh đại điện của vương cung. Ở bên trong đại điện, triều hội đã bắt đầu khi Ninh Nguyên Hiến đi tới. Lúc này con hàng này hai mắt đỏ hoe, giống như thánh miếu bị đốt cũng khiến hắn oán giận, tay run nhẹ, cả người giống như tức giận, muốn phun ra dung nham. Nhân sinh đều thích diễn trò, đều dựa vào bản lĩnh diễn xuất mà đạt thành ý niệm, hắn nhẹ giọng nói, Trư Khanh cũng đã biết, đêm qua phát sinh một sự việc đáng sợ. Đây chính là muốn lật úp khí vận của Việt quốc chúng ta, đây chính là làm bẩn tín ngưỡng của vạn dân thiên hạ, đây là sự nhục nhã đối với toàn bộ vương triều Đại Viêm, toàn bộ văn minh phường Đông. Đại Viêm đang ở vào thời kỳ hoàng kim huy hoàng, hoa mỹ tráng lệ, thánh nhân thánh hiền, là nỗi nhớ của toàn thiên hạ. Sở dĩ có nền văn minh rực rỡ ngày hôm nay, hoàn toàn bắt đầu từ chư thánh điển tịch, thánh nhân chính là thiên thần của phương Đông chúng ta. Mà nay lại bị người Khương quốc đốt thánh miếu của chúng ta, điều này giống như quật mộ tổ tiên văn minh của chúng ta, dẫn đến nỗi bi thống và cơn giận của quả nhân. Giống như sấm sét giữa trời, nội tạng đều tan nát, giống như muốn xé rách trời mà than khóc, hắn hùng hồn đứng dậy, phối hợp với tiếng sét mùa xuân, khiến cả đại điện lập lòe ánh sáng màu xanh, giống như lời nói của Ninh Nguyên Hiến đã cảm động trời xanh, phải hạ xuống lôi đình tán thành. Điều này khiến cho bá quan văn võ lệ rơi đầy mắt, con hàng nào không diễn cảnh khóc được thì phải che tay lên mặt, cứ hức hức không ngừng, than ôi, bớ làng nước ơi. Người Khương quốc đốt thánh miếu của chúng ta, giống như đào mộ tổ tiên của chúng ta, mối hận thù này không thể nào tha thứ được. Có tên quỳ gối lăn lộn gào khóc, người Khương quốc đốt thánh miếu của chúng ta, không khác gì giết cha mẹ ta, mối hận này không thể nào dung thứ được. Có con hàng còn trực tiếp phun một ngụm máu lợn chuẩn bịt trước từ trong miệng ra, người Khương quốc đây là đang bắt nạt Việt quốc chúng ta không người hay sao? Tên này sau khi mõm xong thì trực tiếp ngã ngửa ra sau giả bộ hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ đại điện giống như biến thành linh đường đám ma vậy, toàn bộ triều thần gào khóc, ở đây kêu đánh đánh giết giết. Thế nhưng trong lòng đám này đều rõ ràng, bệ hạ vừa rồi còn mõm hoành tráng vĩ đại hết cả rồi, bây giờ dù có tấu chương viết cũng không còn hay nữa. Vì vậy cứ khóc, cứ mắng, trọn vẹn một canh giờ, sau đó cả đám bắt đầu đọc tấu chương viết vội đêm qua, tỏ ý bản thân đau thấu tâm can. Cùng với phẫn nộ cực điểm, cuối cùng là đứng ở đỉnh cao của văn minh phương Đông, hoàn toàn khinh bỉ đám người Khương quốc dã man. Ninh Nguyên Hiến nhìn đám diễn viên này diễn cả canh giờ, cảm thấy cũng được rồi, hỏa hầu không có sai biệt lắm, kế tiếp nên đi vào chuyện chính thôi. Thế là liền lên tiếng, chuyện đã xảy ra như vậy, Trư Khanh bàn xem tiếp theo nên làm thế nào. Hắn phát ra một cái tín hiệu, sau đó ngồi nhìn chăm chú, các ngươi có thể bắt đầu rồi, hiểu được tâm ý của quả nhân thì các ngươi có thể bắt đầu khai đao. Người nào sẽ bắt đầu trước đây nhỉ, phe thái tử trước hay là phe tam vương tử trước đây? Không được, phải cùng lên mới đê ơ. Nghe xong quốc quân ra hiệu, quan viên hai phe thái tử cùng với tam vương tử ánh mắt hầm hè nhìn nhau, cùng xông lên uy nghi của bệ hạ. Đám này chưa kịp mõm thì Trấn Viễn Hầu, phó sứ Xu Mật Viện kiêm thiếu bảo thái tử Tô Nan đã chạy tới, ngã quỳ xuống giữa hai vị quan viên kia, liên tục gào khóc, thần có tội, thần có tội, con hàng này muốn chiếm tiên cơ trước. Con hàng này thuộc phe trung lập, nhưng vì chuyện của mình, không thể không ra, mặt đầy nước mắt, bệ hạ. Sứ đoàn của Khương quốc ở kinh thành đấu đá lung tung, Tô thị chúng ta đã phái người đi giám thị, nhưng lại không thể ngăn cản được họ đốt cháy thánh miếu. Toàn bộ đều là sai lầm của thần, xin bệ hạ giáng tội, hắn không để người nào tố cáo hắn trước, mà tự mình thỉnh tội, đây chính là đỉnh cao của quan thần. Con hàng này tiếp tục dập đầu như bổ củi trên đại điện,
diễn cảnh trung thần, thần xương cốt đã già, nguyện từ bỏ toàn bộ chức quan, xin cáo lão hồi hương. Nghe được cái lời này, quốc quân thân thể khẽ run lên, trong lòng chửi thề, đậu xanh rau má, cái lão già phản bội này thực sự cắn Mai Thúy chơi bẩn, ngươi đây là có ý quần què gì? Muốn áp chế ta sao? Cuộc chiến Nam Ẩu còn chưa kết thúc thì Khương quốc bên kia không thể lộn xộn, Tô Na ngươi có thể từ quan được sao? Bây giờ ta ngược lại còn phải an ủi giữ lại ngươi. Ngoài mặt thì gào khóc, nhưng trong lòng Tô Nan thì đang bất đắc dĩ lắm. Hắn phải bất lực thừa nhận những cái tội lỗi này trước khi đám quan viên tấn công hắn, trực tiếp từ chức, bằng cách này mới có thể giữ được Tô thị. Quốc quân lúc này vì thế hắn nhẹ giọng cười, Ái Khanh nói quá lời rồi. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp bước xuống vỗ vai nâng Tô Nan dậy, ngươi là giường cột của nước nhà, bên người của quả nhân không thể thiếu ngươi được. Điều này làm cho hai khứa thái tử với vương tử cạn mỡ lời, Tô Nan này quả thực là một con cáo già mà, nếu như hắn đã trực tiếp từ chức thì chúng ta không thể tiếp tục nhảy ra để làm hài lòng phụ vương được nữa, nếu đã không có cách nào luận tội. Nếu tiếp tục dâng sớ luận tội, vậy thì sẽ bức chết lão thần, vậy thì chúng ta sẽ trở thành kẻ ác rồi. Quốc quân trong lòng bất đắc dĩ, Tô Khanh, cho tới nay, ngươi đều là chống đỡ Khương quốc ở tiền tuyến, luận về trị Khương. Cả vua và dân không ai bằng ngươi, việc này nên làm như thế nào, quả nhân muốn nghe ý kiến của ngươi. Hắn đá quá bóng này về phía Tô Nan. Ngươi đã chủ động nhận tội, còn trình diễn từ quan, quả thực chặn tất cả công kích của quần thần, nhưng nếu muốn toàn thân rút lui, vậy thì không thể rồi. Tô Nan nghe xong, vẻ mặt quyết tâm, toàn bộ sứ đoàn Khương quốc đốt cháy thánh miếu, nhất định phải giết, không giết thì làm sao có thể bàn giao với sự phẫn nộ của dân chúng cơ chứ? Làm cho đám quần thần hú hồn chim én, cái gì, thật hay giả đây, Khương quốc là một đám mất trí, không sợ trời không sợ đất. Nếu giết sứ giả của bọn chúng, vua của Khương quốc nhất định sẽ kéo quân tới đánh, làm cho cả đám hơi rén trước sự bố đời của Tô Nan. Bọn chúng cũng chỉ dám luận tội bằng mõm mà thôi, không ngờ Tô Nan này lại muốn ra tay tàn nhẫn như thế. Quốc quân tiếp tục hỏi, giết sứ đoàn Khương quốc có thể khiến cho chiến tranh xảy ra hay không? Tô Nan lập tức quỳ xuống, gia tộc Tô thị chúng ta nguyện ý vì bệ hạ bảo vệ biên cương, sẵn lòng làm quân tiên phong chống đỡ Khương quốc. Quốc quân nhìn mà nheo mắt, lời này nghe phải suy tính, không thể nhìn bề ngoài. Tô Nan xuất binh ngăn trở Khương quốc, làm quân tiên phong sao? Đừng có nói giỡn, hai nhà các ngươi chung một phe. Hắn quay đầu bước đi, tuy nhiên cái vấn đề này không thể để yên được. Hắn thản nhiên nói, người Khương quốc hủy đi thánh miếu của chúng ta, đó chính là hủy đi tín ngưỡng của chúng ta, ý đồ lật đổ khí vận tổ tông. Chỉ giết mấy sứ thần là không đủ. Tô Nan cúi đầu, vẫn cái bộ dáng run giọng, bệ hạ có thể phái sứ giả đến Khương quốc cùng với đầu của đám sứ thần Khương quốc. Của trách vua Khương, mệnh lệnh Khương quốc phát ra quốc thư hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến càng thêm tức giận, lớn giọng, không chỉ có thế, còn muốn Khương quốc phái ra thợ thủ công, bỏ công bỏ tiền chữa trị thánh miếu ở kinh thành, đồng thời ở bên Khương quốc cũng phải xây một tòa thánh miếu để cho thánh nhân rực rỡ, tỏa sáng cái chốn hoang sơ kia, kể từ đó không đánh mất uy nghiêm của Việt quốc chúng ta, thánh nhân ở trên cao cũng có thể giảm đi cơn phẫn nộ. Nghe cái điều này, Tô Nan khẽ mở mắt, trong đầu vụt qua rất nhiều suy nghĩ để đoán ý quốc vương. Con hàng Tô Nan vội quỳ xuống, dập đầu, nội cử không tránh thân, ngoại cử không tránh oán, ý là tuyển chọn nhân tài không né tránh người thân, đề cử nhân tài cũng không né tránh người có hận thù với mình. Kim Thị là em gái của ta, Thẩm Lãng lại là một đứa con rể tài hoa, trong trận chiến ở thành Thủy Triều và nội triều thành đã thể hiện ra tài năng của mình. Lão thần tiến cử Thẩm Lãng làm sứ giả Việt quốc, đại diện cho bệ hạ đi tới Khương quốc, của trách vua Khương quốc xây dựng thánh điện và khôi phục uy nghiêm cho Việt quốc. Đám thái tử nghe xong thì hú hồn chim én, quả nhiên gừng càng già càng cay, hôm qua Thẩm Lãng vừa đắc tội Tô thị, hôm nay con hàng này danh chính ngôn thuận đưa hắn vào chỗ chết. Thì ra Kim thị và Tô thị dĩ nhiên là kẻ thù không đội trời chung như thế sao, nhất định phải dồn đối phương vào đường đi đắp chiếu sao? Con hàng hầu tước Tô Nan này giết người trong vô hình mà, cả đám đều rén trước sự tàn nhẫn của tên này. Quốc quân cũng kinh ngạc mở lớn ánh mắt, Tô Nan muốn ép Thẩm Lãng đi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này ngự sử đại phu Vương Thừa Trù cùng với hộ bộ thượng thư cùng nhau ra khỏi hàng cúi đầu, thần tán thành tiến cử Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc. Có sự dẫn đầu, đám quan viên liên tục đồng thanh, thần tán thành, thần tán thành. Hết tập 199. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của Sâu nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo.